Hello mọi người, hiện tại thì Hana đang có mặt ở một vườn vải hồng ở Đắk Lắk. Và hôm nay cùng thử xuống vườn và ăn vải trực tiếp vừa mới hái xong nha. Đây là những cái chùm vải mà đang chuẩn bị thu hoạch nha mọi người. Có bạn nào công nhận cùng mình Tây Nguyên quá ư là được ưu ái không? Từ thời tiết dễ chịu, mát mẻ thì trái cây cũng gần như đủ cả quanh năm luôn. Nay mùa vải, chứ mấy hôm nữa là đến bơ với sầu riêng rồi. Mà mình thấy mùa nào thức nấy, cứ ăn đúng vụ thì nó sẽ vừa tươi ngon mà giá nó cũng rẻ hơn. Nhắc đến vải là nghĩ ngay đến vải thiều Bắc Giang hen. Vừa nổi tiếng mà lại rất ngon. Vải ưu hồng thì chưa nổi tiếng bằng, nhưng mà nhờ trái vụ với vải phía Bắc nên mình thấy cô chú dưới vườn cũng phấn khởi lắm vì giá ổn á. Cho ra quả là không thành công. Ra năm 2 là thu được. Vậy? Hỏi thăm người ta mới chỉ cho đó. Dạ. Năm ngoái là cũng chưa bằng năm nay, năm ngoái rồi nó vẫn còn là nhỏ. Dạ. Hái nhỏ hơn. Chú kể ngày xưa cũng trồng cà phê, nhưng mà vì giá bấp bênh quá nên là đổi sang trồng vải. Cũng 4-5 năm rồi đấy chứ. Ấy thế mà cũng phải vài năm thất bại thì mới có vườn vải sai triệu như ngày hôm nay. Mùa này vải chín thì bà con sẽ làm lều để ngủ trong vườn vải giống như là mùa tưới cà phê á. Chăm chút theo dõi từng ngày cùng sắc hồng đỏ của vải. Nông dân là vậy, cực thì cực nhưng mà đảm bảo nhìn vườn vải nặng trĩu, từng quả ngọt lành là nhẹ lòng hạnh phúc ngay. Mọi người thấy giống cái hình gì không? Mình thấy nó cứ mang màng giống hình trái tim á. Thì cái quả vải ô hồng nó hơi khác một xíu so với quả vải thiều, là cái đuôi của nó sẽ chóp nhọn hơn. Đấy, mọi người thấy giống hình trái tim không? Gọi là u hồng vì thứ nhất là về cái vỏ thì nó sẽ màu đỏ hồng. Ở trên cái phần đầu rất dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ cắt thử cho mọi người xem nha. Đây, đây là cái quả vải mà sau cắt xong á, mọi người sẽ thấy là ở bên trên này nó có hai cái u lên á, nó giống cái hình chữ u này. Nên đó là lý do mà người ta gọi đây là quả vải u hồng. Nhìn là thấy chảy nước miếng rồi đó. Mời cả nhà nha. Cái vải ngọt thanh, dễ chịu mà không bị lách, một chút chua chua nhẹ nữa nên là dễ ăn lắm. Nhà mình có ai thử chưa ha?